2. Ông Đinh Công Lưu, họ và tên khai sinh Đinh Công Lưu, ngày tháng năm sinh mùng 5 tháng 5 năm 1969, giới tính nam, quốc tịch chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. Nơi đăng ký khai sinh: xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Quê quán: xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Nơi đăng ký thường trú: phố Hồng Lai, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Nơi ở hiện nay: phố Tân Nhất, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Số chứng minh sĩ quan 599-10244. Ngày cấp 15 tháng 9 năm 2018. Cơ quan cấp: quân khu 3. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: không. Trình độ: giáo dục phổ thông 12/12 phổ thông. Chuyên môn nghiệp vụ: cử nhân xây dựng đảng và chính quyền nhà nước. Lý luận chính trị cao cấp. Ngoại ngữ: tiếng Anh trình độ C. Nghề nghiệp hiện nay: bộ đội. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình, đại tá. Nơi công tác: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình. Ngày vào Đảng: 11 tháng 4 năm 1989. Ngày chính thức: 11 tháng 4 năm 1990. Số thẻ đảng viên: 15021513. Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh Ninh Bình. Tình trạng sức khỏe tốt. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất năm 2007, Huy chương Quân kỳ quyết thắng năm 2013. Các hình thức kỷ luật xử lý vi phạm đã bị áp dụng, Đảng, chính quyền, đoàn thể không bị kỷ luật, không có án tích. Tóm tắt quá trình công tác: thời gian từ tháng 8 năm 1986 đến tháng 11 năm 1986, Chiến sĩ huấn luyện Đại đội 43 Bộ đội Biên phòng Hà Nam Ninh. Từ tháng 12 năm 1986 đến tháng 7 năm 1987, Chiến sĩ bảo vệ Ban Cơ yếu Trung ương Hà Nội. Từ tháng 8 năm 1987 đến tháng 7 năm 1990, hạ sĩ, trung sĩ, học viên trường sĩ quan biên phòng. Từ tháng 8 năm 1990 đến tháng 7 năm 1992, thiếu úy, cán bộ vận động quần chúng, đồn 104, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Từ tháng 8 năm 1992 đến tháng 10 năm 1994, trung úy, đội trưởng vũ trang, đồn 104, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Từ tháng 11 năm 1994 đến tháng 7 năm 1995, trung úy, cán bộ vận động quần chúng, đồn 104, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Từ tháng 8 năm 1995 đến tháng 4 năm 1996, thượng úy, trạm trưởng, đồn 104, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Từ tháng 5 năm 1996 đến tháng 4 năm 1997, thượng úy, học viên hoàn thiện đại học, trường đại học biên phòng. Từ tháng 5 năm 1997 đến tháng 11 năm 2000, đại úy, trạm trưởng trạm kiểm soát, đồn 104, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Từ tháng 12 năm 2000 đến tháng 7 năm 2002, đại úy, trợ lý điều tra hình sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình, quân khu 3. Từ tháng 8 năm 2002 đến tháng 1 năm 2003, thiếu tá, học viên chuyển loại cán bộ chính trị, trường quân sự, quân khu 3. Từ tháng 2 năm 2003 đến tháng 8 năm 2003, thiếu tá, trợ lý điều tra hình sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình, quân khu 3. Từ tháng 9 năm 2003 đến tháng 2 năm 2007, thiếu tá, trợ lý chính trị, phòng tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình, quân khu 3. Từ tháng 3 năm 2007 đến tháng 1 năm 2008, trung tá, học viên đào tạo ngắn cấp trung đoàn, Học viện Chính trị. Từ tháng 2 năm 2008 đến tháng 9 năm 2008, trung tá, đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự huyện, chủ nhiệm chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nho Quan, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình, quân khu 3. Từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 3 năm 2010, trung tá, đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự huyện, chính trị viên phó kiêm chủ nhiệm chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nho Quan, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình, quân khu 3. Từ tháng 4 năm 2010 đến tháng 9 năm 2012, trung tá, đảng ủy viên Đảng ủy Phòng Chính trị, trưởng ban cán bộ Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình, quân khu 3. Từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 8 năm 2013, trung tá, học viên đào tạo hoàn thiện cấp trung đoàn, Học viện Chính trị. Từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 11 năm 2013, trung tá, đảng ủy viên Đảng ủy Phòng Chính trị, trưởng ban cán bộ Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình, quân khu 3. Từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 8 năm 2014, thượng tá, bí thư đảng ủy, chính ủy trung đoàn 855, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình, quân khu 3. Từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 2 năm 2015, thượng tá,
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Phòng Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình, Quân khu 3. Từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 6 năm 2017, Thượng tá, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình, Quân khu 3. Từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 2 năm 2018, Thượng tá, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình, Quân khu 3, Học viên đào tạo cao cấp lý luận chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 8 năm 2018, Thượng tá, Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình, Quân khu 3, Học viên đào tạo cao cấp lý luận chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 1 năm 2019, Đại tá, Học viên đào tạo cao cấp ngắn hạn quân sự địa phương, Học viện Quốc phòng. Từ tháng 2 năm 2019 đến tháng 11 năm 2019, Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình, Quân khu 3. Từ tháng 12 năm 2019 đến nay, Đại tá, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình, Quân khu 3. Ông được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Kính thưa các vị đại biểu cử tri, nếu được cử tri đơn vị bầu cử số 9 huyện Yên Mô tín nhiệm bầu tôi là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể trên một số nội dung sau. Một là tham dự đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân, phát huy đầy đủ trách nhiệm, trí tuệ và sự hiểu biết của mình, tham gia thảo luận và biểu quyết các cái vấn đề mà Hội đồng Nhân dân tỉnh đưa ra, nhất là những vấn đề quan trọng được các tầng lớp nhân dân quan tâm trong giai đoạn hiện nay như: một là về phát triển kinh tế xã hội, tôi tập trung nghiên cứu, tham mưu đề xuất những giải pháp nhằm xây dựng nông thôn mới cần đi đôi với việc phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa với mở rộng thị trường, tiêu thụ hàng hóa, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động và thu nhập hộ gia đình. Các vấn đề về văn hóa xã hội như y tế, giáo dục sẽ tích cực đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn lực nhân lực, giải quyết việc làm, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, bản thân sẽ cùng tập thể Đảng ủy chỉ huy tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên và nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, tích cực làm tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh khu vực biển, biên giới biển của tỉnh, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Để thực hiện tốt vấn đề này, tôi cần xác định phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, sâu rộng nghị quyết Trung 8 khóa 1 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tỉnh mới, nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị khóa 10 về xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc, nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tăng cường giáo dục bồi dưỡng kiến thức phòng an ninh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tỉnh mới. Thường xuyên quan tâm lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, bảo đảm luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời cần thực hiện tốt chức năng tham mưu về công tác tuyển quân, tuyển sinh, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, chú trọng xây dựng dân quân biển, xây dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Đề xuất các giải pháp tiếp tục xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân với thế trận an ninh nhân dân có chiều sâu, từng bước vững chắc và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng ở địa phương, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng an ninh, bố trí quốc phòng gắn với chiến lược quy hoạch, kế hoạch đề án dự án phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2020, bảo đảm tính tương dụng, sẵn sàng phục vụ quốc phòng an ninh, không để kẻ địch lợi dụng phá hoại, chủ động trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, không để xảy ra tình huống bất ngờ, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, giúp dân xóa đói giảm nghèo.
Hai là nếu được bầu vào Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri đơn vị số 9 huyện Yên Mô và cử tri trong tỉnh, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập, tổng hợp và phản ánh trung thực ý kiến nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và Hội đồng nhân dân tỉnh. Sau mỗi kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp. Khi nhận được khiếu nại tố cáo của nhân dân, có trách nhiệm nghiên cứu kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết, đồng thời theo dõi và đôn đốc việc giải quyết. Ba là đối với hoạt động giám sát, sẽ cùng với các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện chương trình giám sát hàng năm theo nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh. Trong hoạt động giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa giám sát theo chương trình với giám sát thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân. Bốn là tiếp tục học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ năng lực công tác, đạo đức lối sống, xứng đáng là người đại biểu của nhân dân, gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu hách dịch, cửa quyền tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật khác, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.